Hãy nhớ cho H35i mà tất tận một cũ, liệu có đáng? Thì đến bây giờ mà lựa chọn một con xe vừa dễ chạy, vừa tiện dụng và lại có sức mạnh vừa đủ thì SH35i là sự lựa chọn quá hợp lý luôn. Chi phí để tàu về bây giờ cũng dễ, chứ không còn mắc như xưa nữa. Bù lại cho những ưu điểm đó thì việc bảo dưỡng cũng sẽ đòi hỏi tốn nhiều hầu bao hơn. Vậy theo như anh em, hay nhớ cho SH35i thì sẽ như thế nào? Dung tích nhớt của SH35i theo thông số của nhãn xuất là 1.4L, còn khi mà mình thay lọc nhớt là 1.5L. Tính ra cũng không nhiều, xe tới 350 phân khối mà chỉ xem như là Winner Raider thôi. Thế nhưng chiếc xe mình đang thay nhớt đây lại tốn tới gần 1 tỷ. Lý do chiếc xe này đã tới kỳ thay độc nhất. Loại mà mình sử dụng ở đây là chính hãng từ K&N luôn. Thị trường cũng đã dao động khoảng 400 cá rồi. Cộng với đó là dòng nhớt cao cấp New Scooter được chiết lẻ đủ 1.5L luôn nhé. Hay là phụ gia thần thánh là phụ gia xăng G30 và phụ gia V-Rub Turbo. Hai món ăn chơi giúp tăng công suất, xe mạnh hơn, vận hành mượt mà hơn. Chà, tính xương xương thì không bao nhiêu mà tính chi tiết ra cũng nhiều nha. Nhiều đó cũng khoảng gần một củ rồi.